Vâng, Thắng Hoàng xin chào tất cả các bác. Hôm nay thì bên em có về được một vài chiếc đẩy lắc model cao nhất hiện tại của cái dòng lắc này. Cái mã này là mã R911, thì nó có phiên bản tiền nhiệm đó là mã R811, thì đều là một trong những cái dòng công suất 1.100W một kênh 8 ohm và 1.700W một kênh 4 ohm. Đấy, thì riêng cái mã này thì nó là một trong những cái dòng model đời cao được sản xuất kế tiếp, gọi là đời sau. Đấy, các bác sẽ nhìn thấy những cái form dáng hoàn toàn khác và thiết kế hoàn toàn khác luôn với những phiên bản cũ. Mẫu này thì thiết kế trông nó đẹp mắt hơn, đẹp mắt hơn một chút. Dòng vàng gold, tất cả những cái logo thì đều được CMC dưới mặt rất là đẹp. Đấy, các bác có thể nhìn thấy hoàn toàn mặt trước bằng phay nhôm, kể cả núm volume vặn luôn. Đấy, mẫu này thì anh em có thể là sử dụng đánh ngoài trời, sự kiện, đánh full, đánh lời rất là đẹp. Nói chung là cái dòng này đánh tiếng là cực đẹp luôn, bởi vì nó được thiết kế theo một cái dạng mạch nhà máy Crown họ sản xuất. Form này là form mạch Class H 3 lớp áp do Crown sản xuất. Còn về cái thương hiệu sản xuất vỏ cũng như là đẩy cái thương hiệu ra, đó là thuộc dạng bản quyền của Lắc. Máy này tiếng rất là hay các bác, phải nói em khẳng định với các một điều rằng em bán cũng như là sử dụng nghe rất là nhiều các cái mẫu công suất rồi. Em thấy cái mẫu này thì gần như là nó đạt được hiệu quả. Các cái dải, ba dải nó rất đẹp luôn, tiếng rất sáng. Đây, anh em có thể nhìn thấy này. Đấy. Anh em nhìn cái đây là cái phần biến áp. Biến áp thì nó khoảng tầm 21 cm. Đây là phần nguồn, cái này thì em chưa có vệ sinh nữa. Vệ sinh lại là đẹp tất cả cho các bác luôn. Đây, anh em nhìn có thể nhìn cái sắc màu của cái phíp mạch này, nó rất là đẹp luôn. Đấy, màu sắc nó rất là đẹp luôn. www.lac.gạch ngang pro.com. Thì cái này thương hiệu nó khá là nổi tiếng rồi các bạn, nên là dùng nó hàng thương hiệu nó yên tâm lắm. Đây, tất cả đều có thông số website của công ty. Hôm nay quạt thì máy chạy rất là êm. Đây, em bán cái thiết bị này ra thì bảo hành cho các bác trong vòng thời gian là 3 tháng nhá. Thì về cái mẫu này thì công suất thì em thông báo rồi là 1.100W một kênh. 1.100W một kênh 8 ohm và 1.700W một kênh 4 ohm. Anh em chơi full đôi 40 tẹt ga thoải mái. Đấy. Thì ngày trước thì nó đắt hơn một chút, thì bây giờ thì giá cả thì bây giờ nó cũng được hạ nhiệt hơn một chút rồi, cho nên là các bác mua giá nó sẽ thấp hơn. Trước là cái giá nó sẽ là 6.500.000 đồng, thì bây giờ giá nó đã hạ xuống còn là 6.000.000 đồng một cái này. Em bán 6.000.000 nha các bác nhá. Đấy, và bảo hành 3 tháng, các bác cứ test kiểm tra ok thì các bác nhận hàng, không phải lăn tăn vấn đề gì cả. Đấy, mọi người có thể là gọi điện trực tiếp cho Thắng Hoàng qua số 0969800985 để tham khảo thêm chi tiết cũng như là đặt hàng các bác nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Thắng Hoàng và chào mọi người.